Giả Sang Không Độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Em căng thẳng mệt mỏi quá. Sảng khoái quá. Từ 100% trà xanh thiên nhiên nguyên chất, trà xanh Không Độ giữ tròn hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, cho bạn tươi tỉnh thư giãn, sảng khoái yêu đời. Trà xanh Không Độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Có thêm một tuần chuẩn bị, cả ba nội dung futsal, thể dục cổ động và người đẹp văn thể mỹ đã mang lại ngày thi đấu thứ hai vòng loại khu vực miền Nam không khí đầy hứng khởi và bất ngờ. Ở trận đấu futsal thứ nhất, Đại học Quốc tế đã thể hiện họ cũng là bậc thầy về phòng ngự phản công. Với nền tảng thể lực, kỹ thuật và không ngại va chạm, các cầu thủ Đại học Quốc tế đã gây nhiều khó khăn với Á quân toàn quốc mùa giải trước Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu chỉ được quyết định bởi những pha tỏa sáng của các cá nhân, trong đó có hai cú sút xa rất đẹp mắt. Hòa nhau với tỷ số 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, cả hai đội phải thử vận may với những loạt sút luân lưu. Thần may mắn một lần nữa lại ngoảnh mặt với Đại học Quốc tế trong một trận đấu mà họ xứng đáng có chiến thắng. Cặp đấu tiếp theo, Futsal Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm bị vỡ trận trước dàn cầu thủ đồng đều của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hai bàn thua, ban huấn luyện quyết định rút thủ môn dùng 5 cầu thủ với mong muốn tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, chiến thuật này như con dao hai lưỡi cắt đứt tham vọng của họ tại V-League 2012. Ngược lại, cổ động viên Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang bay cao với chiến thắng 4 sao ngay trong trận đấu đầu tiên của đội nhà. Tuần tới ở vòng bán kết khu vực miền Nam sẽ là các cặp đấu đương kim vô địch Cao đẳng Bách Việt gặp Đại học Tôn Đức Thắng, Á quân Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đón tiếp Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung thể dục cổ động, hai cái tên đầy bất ngờ có vé vào vòng bán kết là V-League Đinh Cao đẳng Bách Việt và Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Những nhân tố mới của cả hai đội đã mang lại niềm vui cho các cổ động viên. Những tấm vé còn lại thuộc về hai cái tên quen thuộc là Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc tế. Ở nội dung người đẹp văn thể mỹ, Nguyễn Thị Thùy Trang của Cao đẳng Bách Việt, Lâm Thị Trà My của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Văn Lê Nguyệt Như của Đại học Quốc tế và Võ Thị Phương Thi của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là những gương mặt xuất sắc nhất có mặt ở vòng bán kết khu vực miền Nam. Vòng loại khu vực Việt Nam đã đi được nửa chặng đường. Khát khao chiến thắng của tuổi trẻ, sự cuồng nhiệt đến từ các cổ động viên đang được đẩy lên đến đỉnh điểm. Hãy đón xem vòng bán kết khu vực Việt Nam vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 10 được tường thuật trực tiếp trên kênh Last Việt VTC9 nhé các bạn. Trà xanh Không Độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi. Em căng thẳng mệt mỏi quá. Sảng khoái quá.
từ 100% trà xanh thiên nhiên nguyên chất. Trà xanh không độ giữ tròn hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, cho bạn tươi tỉnh thư giãn, sảng khoái yêu đời. Trà xanh không độ, sảng khoái yêu đời, không lo căng thẳng mệt mỏi.